Công ty Việt Á nhập 3 triệu test nhanh COVID-19 từ Trung Quốc, giá rẻ bất ngờ. Bắt giam ông Vũ Kiên Trung, chủ tịch công ty công viên cây xanh Hà Nội. Chống công an thực thi công vụ, cán bộ trại giam bị thải hồi trả giá. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Công ty Việt Á nhập 3 triệu test nhanh COVID-19 từ Trung Quốc, giá rẻ bất ngờ. Theo Tổng cục Hải quan, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, công ty Việt Á đã nhập khẩu 3 triệu test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2 từ Trung Quốc. Ngày 20 tháng 1, Tổng cục Hải quan đã thông tin về số liệu nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Theo Tổng cục Hải quan, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á do Phan Quốc Việt làm giám đốc, điều hành và công ty có 5 chi nhánh. Ngoài ra, ông Việt còn là giám đốc của một số công ty khác. Trong đó, chỉ có Công ty Việt Á hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế, nhập khẩu chất thử thí nghiệm dùng trong thủy sản, mồi phản ứng PCR, phụ kiện dùng trong phòng thí nghiệm. Tổng cục Hải quan cho biết từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, mặt hàng thành phẩm là que thử test nhanh xét nghiệm định kháng nguyên virus. Có nhiều chủng loại nhập khẩu từ Trung Quốc là 3 triệu test. Giá khai báo là 0,955 đô la Mỹ trên một test, khoảng 21.560 đồng trên một test, với tổng trị giá là 64,68 tỷ đồng. Ngoài bộ thành phẩm que thử test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2, trong 5 năm từ 2017 đến năm 2021, công ty Việt Á còn nhập khẩu nguyên liệu hóa chất, chất thử, phụ kiện, dụng cụ, máy móc dùng trong phòng thí nghiệm, nguyên liệu sản xuất sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm. Các sản phẩm công ty này nhập khẩu từ nhiều thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Anh, Canada, Mexico, Đài Loan, Đan Mạch. Năm 2020 và 2021, kim ngạch nhập khẩu của công ty Việt Á tăng mạnh. Đây cũng là thời điểm doanh nghiệp này bắt đầu sản xuất kit test COVID-19. Công ty Việt Á có tổng kim ngạch nhập khẩu của 5 năm 2017 đến năm 2021 là 286 tỷ đồng. Trong đó, que test nhanh thành phẩm, hóa chất, chất thử, chất chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm là 162 tỷ đồng, gồm 64,68 tỷ đồng que thử thành phẩm, 74 tỷ đồng hóa chất, chất thử, chất chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm và 23 tỷ đồng dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm, 123 tỷ đồng máy móc thiết bị, các loại phục vụ việc xét nghiệm, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh điều tra 7 công ty có liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, bao gồm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật Techminic, Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Sinh học Ứng dụng Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Khoa học Lan Oanh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Việt Hoàng Long, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Khoa học Sinh hóa Vina, Công ty Cổ phần Công nghệ TBR. Liên quan đến vụ thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, ngoài các lãnh đạo công ty Việt Á bị khởi tố bắt giam, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố một số người liên quan, trong đó có lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật một số địa phương là Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương, hai cựu vụ trưởng của Bộ Y tế, vụ phó của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng đã đưa vụ án này vào diện theo dõi chỉ đạo. Đây cũng là một trong 10 vụ án trọng điểm của năm 2022. Bắt giam ông Vũ Kiên Trung, chủ tịch công ty công viên cây xanh Hà Nội. Ông Vũ Kiên Trung, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội bị cáo buộc gây thất thoát lãng phí tài sản của nhà nước. Nhiều vi phạm nghiêm trọng của chủ tịch công ty cây xanh. Tối ngày 20 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại khu vực Lục Lầm, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan. Theo đó, mở rộng điều tra vụ án, căn cứ tài liệu điều tra, lời khai của các bị can và tài liệu khác có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Vũ Kiên Trung, chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cây xanh công viên Hà Nội. Cụ thể, ông Trung được xác định đã có hành vi vi phạm trình tự thủ tục đặt hàng dịch vụ công ích quy định của Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ và Quyết định 77/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chỉ đạo cấp dưới hợp thức hồ sơ dự toán trình chủ đầu tư phê duyệt đặt hàng làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. Với các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Vũ Kiên Trung để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
các quyết định tố tụng với ông Trung được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn cùng ngày. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Trước đó, liên quan đến vụ án này, Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam nhiều người về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và buôn lậu. Trong số đó có ông Nguyễn Xuân Hanh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội và ông Đỗ Quang Tiến, Giám đốc Xí nghiệp Cây Xanh, Cây Hoa, Cây Cảnh thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội, ông Nguyễn Tuấn Nghĩa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xanh Hòa Lạc và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Vì Nhân dân. Qua điều tra, căn cứ tài liệu điều tra, lời khai, các bị can và tài liệu khác có liên quan, cơ quan điều tra xác định trong quá trình thực hiện chương trình trồng mới, thay thế, bổ sung, chăm sóc cây xanh trên địa bàn Hà Nội, các đối tượng liên quan tại Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Sinh thái Xanh, đơn vị được đặt hàng, Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam, đơn vị tư vấn thẩm định giá, đã có hành vi thông đồng nâng khống giá trị cây, hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt đặt hàng, làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. Quá trình thực hiện hai hợp đồng này, các đối tượng thuộc Ban Duy tu và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Sinh thái Xanh đã lập khống hồ sơ năng lực Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Sinh thái Xanh để được Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Sở Xây dựng Hà Nội đặt hàng dịch vụ cây xanh. Nâng khống giá cây khi ký văn bản đề nghị thẩm định được cán bộ Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Sở Xây dựng Hà Nội thông đồng cấu kết với thẩm định viên, đơn vị thẩm định giá ban hành, chứng thư hợp thức. Đồng thời, với các đơn vị cung cấp cây xanh lập khống hợp đồng mua bán, hóa đơn giá trị gia tăng, đưa vào hồ sơ quyết toán để rút tiền trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hàng chục tỷ đồng. Chống công an thực thi công vụ, cán bộ trại giam bị thải hồi trả giá. Thành lấy danh nghĩa nguyên cán bộ công an tích cực chống giặc nội xâm, quay phim ghi hình cắt ghép, biên tập nội dung để chia sẻ trên các trang mạng xã hội nhằm câu like, đánh bóng tên tuổi, thu hút dư luận, tạo cớ cho các thế lực phản động nước ngoài bôi nhọ danh dự lực lượng công an. Lê Chí Thành sinh năm 1983, quê xã Phương Khoan, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, ngụ tỉnh Bình Thuận, nguyên là cán bộ công an, từng mang quân hàm đại úy, công tác tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Thủ Đức, tỉnh Bình Thuận. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết Lê Chí Thành vô kỷ luật trong thời gian công tác tại các đơn vị, nhiều lần bị xử lý kỷ luật. Cụ thể, Thành đã 51 lần bỏ vị trí, trong đó nhiều lần bỏ vị trí để đi tham gia các sự kiện đa cấp, chơi cờ bạc, nợ nần, gây mất uy tín của ngành. Bộ Công an phải tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Thành. Năng lực chuyên môn yếu, bản lĩnh chính trị kém, đạo đức suy đồi, bị thanh lọc khỏi lực lượng Công an Nhân dân, Thành ngày càng biến chất. Chuyên bóp méo quyền công dân để gây cản trở người thi hành công vụ, móc nối đối tượng hình sự, thành phần bất hảo. Thành lên mạng xã hội xuyên tạc bôi nhọ hình ảnh công an, bôi xấu đơn vị công tác và nhanh chóng được các đối tượng chống đối trong và ngoài nước lợi dụng tạo hình ảnh cán bộ kỷ luật do bị trù dập. Cựu đại úy công an đấu tranh chống tham nhũng, đại úy Lê Chí Thành chống giặc nội xâm. Từ năm 2021, khi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, Thành lấy danh nghĩa thực hiện quyền giám sát cùng đồng bọn tổ chức hơn 20 lần tiếp cận, khiêu khích, cản trở lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh thi hành công vụ. Thành và đồng bọn còn nhiều lần kéo đến trụ sở cơ quan công an để gây mất an ninh trật tự. Mỗi lần giám sát, Thành đều lấy danh nghĩa nguyên cán bộ công an tích cực chống giặc nội xâm, quay phim, ghi hình, cắt ghép, biên tập nội dung để chia sẻ trên các trang mạng xã hội nhằm câu like, đánh bóng tên tuổi, thu hút dư luận, tạo cớ cho các thế lực phản động nước ngoài bôi nhọ danh dự lực lượng công an, tuyên truyền, xuyên tạc, gây mất niềm tin trong nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đỉnh điểm ngày 20 tháng 3 năm 2021, Thành thuê xe ô tô tự lái biển kiểm soát 51H10821 đi nhiều vòng trên các tuyến đường của thành phố Hồ Chí Minh để tìm cách tiếp cận các chốt cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ cũng như tạo tình huống để quay phim ghi hình. Khi đến trước khu vực trường Đại học Hutech, lô E1, khu công nghệ cao, khu phố 6, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, Thành bị tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu dừng xe xử lý vì lỗi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh biển báo hiệu giao thông, điều khiển xe lưu thông vào làn đường có biển báo hiệu dành riêng cho xe 2-3 bánh và ưu tiên cho xe buýt. Cảm thấy thời cơ đã đến, Thành livestream cảnh bản thân không xuất trình chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền, không xuất trình được bản chính giấy tờ nhận đăng ký xe hợp lệ, nhưng yêu cầu tổ tuần tra cho Thành kiểm tra chuyên đề của tổ.
Thông qua live stream, Thành hô hào người dân tụ tập gây mất an ninh trật tự, khiêu khích lực lượng cảnh sát giao thông, ngồi cản trở trước đầu xe ô tô biển số 51H10821, không hạ thắng tay xe nhằm cản trở tổ công tác đang làm nhiệm vụ, thực hiện chuyên đề về tốc độ và các lỗi vi phạm khác về trật tự an toàn giao thông. Thành cũng từ chối yêu cầu mời làm việc của lực lượng chức năng tại hiện trường và đưa ra yêu sách chỉ tiếp chuyện với lãnh đạo công an phường. Công an phường Hiệp Phú, công an thành phố Thủ Đức đến hiện trường mời Thành về trụ sở làm việc thì đối tượng có lời lẽ thách thức rằng tổ công tác công an phường không đủ thẩm quyền và yêu cầu phải đích thân trưởng công an phường ra mời thì Thành mới chấp nhận làm việc. Trong thời gian bị tạm giam tại nhà tạm giữ công an thành phố Thủ Đức chờ xét xử, Thành tiếp tục vi phạm nội quy của nhà tạm giữ, thách thức quản giáo, thể hiện sự coi thường pháp luật nên bị giam giữ cách ly tại buồng giam dành cho phạm nhân vi phạm kỷ luật. Ngày 14 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức tiến hành xét xử sơ thẩm Lê Chí Thành về tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự. Tôi thừa nhận với những hành vi mình đã làm, nhưng mục đích của tôi chỉ là muốn giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông thực thi đúng chức năng nhiệm vụ của mình hơn. Thành bao biện trước tòa và tuyên bố việc mình làm chỉ đang là thực hiện quyền giám sát của công dân. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã bác lời tự bào chữa của bị cáo Lê Chí Thành, khẳng định lời bào chữa này không có căn cứ vì cơ quan chức năng đã thực hiện đúng thông tư quy định về hình thức tham gia ý kiến giám sát của công dân và việc giám sát phải đảm bảo nguyên tắc trong khuôn khổ pháp luật cho phép, được quy định tại thông tư số 67/2019 của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, quá trình điều tra, Thành không ăn năn hối cải nên cáo trạng Viện Kiểm sát đề nghị không cho Thành được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại Điều 51 Bộ Luật Hình sự. Hành vi của Lê Chí Thành đã xâm phạm đến việc thực hiện nhiệm vụ của những người đang thi hành công vụ, xâm phạm đến hoạt động của nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực thi hành nhiệm vụ công, đủ yếu tố cấu thành tội chống người thi hành công vụ. Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức kết luận và tuyên phạt Lê Chí Thành 2 năm tù. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay sau đây.